thật không? À, đời buồn khi thiếu vắng em. Oh, oh, oh. À, mình chẳng làm gì khi không có em. Nhớ nhé này cát anh ơi, đừng vội quên những đóa hoa tuyệt vời. Cuộc đời tươi sáng đẹp như mơ là nhờ có chị coi phim tập trung quá nên em định kêu thử coi chị có nghe không. Mà chị kỳ ha, luật sư mà cũng sợ ma nữa hả? Đang coi phim kinh dị, quay qua thấy cái mặt em, không sợ mới là lạ đó. Trời, luật sư cũng là con người vậy, cũng sợ ma chứ. Ủa, em cũng là người mà sao em không sợ ma? Trời, chỉ có ma sợ em thôi à. Ui da, á. Trời, trời sao ghê quá vậy, giờ này ai tới vậy? Chị sao giờ, hay em mở cửa ha? Thôi thôi, tôi mở cho. Ghê quá, thôi đi vô. Hả? Mỹ Hồng hả? Đêm hôm qua nhà tôi có chuyện gì không? Tôi qua thăm bà chứ gì. Bà rót tôi ly nước đi. Qua bên kia ngồi. Nè, uống đi. Cảm ơn. Trời ơi, làm gì uống nước như từ sa mạc về vậy? Uống nữa không? Tôi đi lấy nha. Thôi, tôi không uống nữa đâu. Uống nữa đầy bụng lắm. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, ghê quá à. Bà chuyển kênh khác đi. Sao bao nhiêu kênh bà không coi, bà cứ coi kênh kinh dị không vậy? Quên. Trời ơi, chuyển nha. Qua kênh hoạt hình đi. Thôi, tắt luôn. Tắt rồi. Trời, phim gì thấy ghê hả? Thì thấy hay thì coi, tôi đâu có biết. Mà nè, đi đâu sẵn ghé qua hay là từ nhà qua? Tôi đi mua chút đồ, rồi tiện đường sẵn tôi ghé qua đây luôn. Ông Hưng ổng đâu? Sao ông chở bà đi, để bà đi một mình vậy? Ổng đi trực rồi. Thì tôi qua thăm bà có sao đâu. Tôi đâu có gì đâu thăm. Tôi qua thăm khoai lang. Bà có biết bây giờ là mấy giờ không? Khoai lang giờ nó ngủ mất tiêu rồi. Thì tôi thăm khoai mì. Khoai mì nào? Là má của nó đó. Trời, con bé Thảo á hả? Ờ. Nó tên khoai mì hồi nào? Thôi, tôi kêu gì bà kể tôi đi. Bà Khánh, cái gì? Nhà bà có gì ăn không? Tôi đói bụng quá à. Đợi tôi một chút. Bé Thảo ơi. Bà Khánh. Thảo ơi. Nhà bà có dông hả? Giống gì? Nói tầm bậy tầm bạ. Chị kêu em cái gì? Đừng có hở một chút là đưa con ra hù dọa anh nha. Con là con của Trung, là của hai đứa mình. Bọn em không thương con hả? Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời của mẹ á, thì anh cũng hết cách rồi. Mình phải tự đấu tranh thôi. Không ai có thể cứu mình ngoài chính mình hết.
Nước phải không? Chắc chắn là Mỹ Hồng có chuyện gì đây nè. Cảm ơn bà. Lại tin nhắn quảng cáo. Bực bội. Bà Hồng, nửa đêm rồi đó. Bộ bà tính bà không về thiệt hả? Bà định đuổi tôi hả? Thì đâu có. Tôi ấy là tôi sợ bà đi về khuya rồi nguy hiểm. Rồi ông Hưng ổng lo cho bà nữa. Ổng đi trực rồi, hơi sức đầu lo. Bà Khánh. Cái gì? Mấy bữa trước á, ở xóm tôi có cái ông đó, ổng đi về khuya, cái bị người ta cướp, xong rồi đưa vô bệnh viện cấp cứu. Giờ không biết sống chết sao nữa. Mới tuần trước á, đối diện nhà tôi, cái bà đó cũng đi về khuya, xong cũng bị cướp, cướp cái điện thoại, nhập viện. Thôi, tôi đi về. Bà không cản tôi lại luôn hả? Bà không sợ lỡ tôi bị cướp rồi nhập viện sao? Bà đang có chuyện gì giấu tôi đúng không? Có chuyện gì đâu giấu. Bà muốn ngủ lại đây đúng không? Thì bà không cho tôi ngủ đây thì tôi đi khách sạn ngủ. Bà với ông Hưng chắc chắn là đang có chuyện gì nè. Tôi khổ quá bà Khánh ơi. Tôi với ông cãi lộn, tôi tức quá tôi bỏ đi, mà từ chiều tới giờ ông không thèm gọi. Không lẽ cứ ở nhà nhìn cái bản mặt của ổng, mất công tôi cãi lộn thêm nữa. Bà coi á, nhăn nhó vậy hoài á, mốt con tôi sanh ra nó bớt đẹp giống như tôi thì sao? Nhưng mà hai người cãi nhau chuyện gì? Có chuyện gì đâu. Tôi cho bà qua á, mượn hết số tiền để dành sinh em bé, cho nên ổng bực bội. Hỏi coi, có phải là đồ nhỏ nhen không? Đúng là đồ Hưng hẹp hòi. Ông Hưng ổng nói như vậy á, cũng chỉ vì thương và lo cho bà thôi. Có sao đâu. Mà tôi thấy á, nếu như hai người có chuyện gì thì cứ phải ngồi lại với nhau và nói chuyện với nhau thôi. Có gì đâu mà bà phải bỏ đi như vậy. Làm sao mà tôi nói lại cái miệng của ổng. Còn hơn là bà bỏ đi ra ngoài đường, lỡ có chuyện gì rồi làm sao. Tôi có bị gì á, cho con cha Hưng hẹp hòi chả hối hận. Nói cái gì kỳ vậy. Bây giờ bà biết là bà tới hai mạng người không? Hai mẹ con tôi á, quyết định bỏ đi luôn, cho ông hối hận luôn. Lần này tôi sẽ làm căng. Làm cho mẹ chồng bỏ lệnh giới nghiêm thì thôi, nhưng mà chìa khóa ở đâu đây? Thank you.
gọi gì trời. Giờ này khuya rồi. Hả? Hồng Lam. Trời ơi, Thảo ơi là Thảo, chị lại em. Em làm ơn, đừng có xả tóc trong nhà chị được không? Rồi, mai em cột lên. Nè. Cái gì vậy trời? Ủa, lộn. Em lộn, đưa chị Lam nè. Nè đây nè, lau nước mắt đi. Cảm ơn. Cái gì vậy? Sao nhìn trong nhà bà ai cũng giống như con ma vậy? Tự nhiên ngồi tóc tai buồn sườm. Đang buồn, tim đang yếu, tự nhiên nhìn thấy hai người, tim nó thót lại giống như là gặp chuyện kinh dị vậy đó. Buồn ngủ quá mà. Rồi giờ nói nghe coi, sao tự nhiên bỏ nhà đi vậy? Hai bà nghĩ coi có tức không? Bây giờ tôi có thai chứ có phải là tôi có tội đâu đúng không? Mà mẹ chồng tôi nhốt tôi ở trong nhà giống như là tù nhân vậy đó. Tôi đi như vậy để cho mẹ chồng tôi phải suy nghĩ lại. Mà tôi cũng tức ông Kiên nữa. Hả? Chị, chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Chị vậy á, em bé nó giật mình, rồi con em nó ngủ nó cũng giật mình nữa đó. Chị biết rồi. Mà em thấy chị đừng có giận chị Mỹ Hồng nữa. Hả? Sao tự nhiên giận chị Mỹ Hồng? Không, em lộn. Chị đừng có giận chồng chị nữa. Từ chồng mà chuyển qua Hồng luôn hả? Thì nó cũng giống giống mà. Đúng rồi đó. Bé Thảo á, nó còn biết khuyên bà bình tĩnh nữa mà. Đừng có khóc nữa. Chuyện gì á, nó cũng có cách giải quyết của nó hết. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Trời, trời ơi. Lúc nào cũng vậy hết à. Khánh, cái gì? Thử nói bà là tôi, bà có tức không? Tức gì? Trời ơi, sao mà khóc hoài vậy con? Tức chuyện tôi với mẹ chồng tôi đó. Rồi. Chuyện bà với mẹ chồng bà tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng mà bây giờ á, bà có chuyện gì bà nói sao đi. Chứ bây giờ đầu óc của tôi á, nó mụ mị lắm rồi. Tôi buồn ngủ lắm thôi. Ê, tôi nhưng không mà... thể nào mà tôi ngồi nói chuyện với bà thêm chút nào nữa hết. Chút xíu cũng không nhưng được mà tôi qua đây để tôi chia sẻ với mọi người. Bây giờ mọi người phải chia sẻ với tôi chứ. Trời chứ ơi. Cứ giữ nó đầy ở trong tim tôi chịu không có được. Đừng có đi ngủ. Trời ơi, làm ơn đi. Đừng có đi ngủ mà. Sao cái nhà này toàn là ma không vậy? Ma búp bê hả? Hồng. Hả? Sao không ngủ ở nhà mà ngủ ở đây? Tôi giống bà ngủ đây. Từ nãy giờ có nghe tôi tâm sự không? Sao Mỹ Hồng ngủ ở đây vậy? Trời, chuyện dài dòng lắm. Ngày mai tôi kể cho bà nghe. Thôi tôi xin phép bà tôi đi ngủ trước đi nha. Thôi, tôi mở mắt hết nổi rồi. Ngủ hoài vậy sao giống lợn đó biết không? Mỹ Hồng, đừng có ngủ nữa, ngồi nghe tôi tâm sự đi. Bà thấy chuyện của tôi như thế nào? Cũng được á. Hả? Cũng được là sao? Hồi nãy giờ bà có nghe tôi kể gì không? Có. Vậy bà thấy chuyện của tôi sao? Chuyện mà hay á, bà kể từ đầu cho nghe. Công tác của tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn tổ chức trao tặng trên 1 tỷ đồng cho người dân Lý Sơn xây nhà đại đoàn kết. Các công tác đã tặng 1 tỷ 20 triệu đồng cho 34 gia đình ngư dân tạm biệt Hoàng Sa Trường Sa. Đi đâu về đây chưa về? Qua hỗ trợ ngư dân Lý Sơn xây nhà ở, các công tác của Đồng Tháp tiếp tục hỗ trợ đến lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam. Hôm qua Bộ Tài chính phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và 10 công ty bảo hiểm.
Hai bà này đi nhanh lên đi tập thể dục mà sao đi chậm rì vậy? Mới sáng sớm mà lôi đầu tôi ra công viên làm gì? Bắt bướm hả? Sáng sớm không khí rất là trong xanh, sạch đẹp, rất tốt cho bà bầu, cho cả thai nhi của mình, hiểu không? Trời ơi, có ai tập thể dục mà mặt đầm không đi trời? Nó đúng sao? Chứ bà nghĩ đi, nếu như mà bà mặc bộ đồ thể dục á, thì cao nhất là bà cũng chỉ đi bộ thôi, chứ có làm gì đâu. Mà sao đêm hôm qua hai bà không ngủ hả? Sao hôm nay nhìn quể quải quá vậy? Không, chắc lại nhà đó, tới gần sáng tôi mới ngủ được. Tôi cũng vậy á, không ngủ được, đau lưng nữa. Hả? Đêm qua bà đặt lưng xuống, bà ngái cho tới sáng, mà bây giờ còn bày đặt nói là không ngủ được. Cái bà này, tôi nhắm mắt tôi để đó thôi chứ ngủ không có được. Vậy hả? Nói tới kế hoạch đi cho nó hưng phấn lên coi. Bà muốn nghe kế hoạch của hai đứa tôi không? Ủa, kế hoạch gì nữa? Chẳng phải hai bà đang định về nhà mà. Đâu có dễ vậy. Đúng rồi. Đêm hôm qua tụi tôi đã nghĩ ra một diễn cảnh rất là khủng khiếp, rất là hoành tráng. Bà muốn nghe không? Nói thử. Bà kể cho bà nghe diễn cảnh của bà đi. Cái diễn cảnh của tôi nó mang một sự hoành tráng khủng khiếp. Sao? Sao? Bây giờ nó bỏ đi rồi. Bà vui chưa? Hả? Bà vui chưa? Hả? Vui chưa? Bà im đi. Mày cũng nín. Một lát nữa tôi sẽ xử tới bà. Bây giờ tôi xử cái thằng này. Tại sao? Hả? Tại sao đàn ông lại để cho vợ nó bỏ đi? Hả? Mày là thằng đàn ông bất tài hả? Không đáng mặt đàn ông. Mày mới đi tìm Hồng Lam về cho cái nhà này. Trời ơi, con đã kiếm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy vợ con. Trời ơi. Bà Lam ơi, bà ở đâu mà về đây đi? Bà mua cái gì cũng nhiều bà hết trơn á. Cái con điên, tao đánh mày hồi nào mà mày khóc mày? Con khóc vì cái sự mất mát quá lớn trong cái nhà này. Quá lớn. Bà Lam đi biển rồi, đi mãi mãi rồi. Đi mãi mãi không về. Đi bà nội mày á, chứ đi mãi mãi. Nó đi cái gì mà mãi mãi không về? Trời Lam à, con là thằng đàn ông không ra gì. Ba quýnh con nữa đi ba. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất vợ. Vợ ơi. Đúng vậy. Trời ơi, trên đời này không có nỗi đau nào bằng mất vợ. Vợ ơi. Trời ơi, ba quýnh con đi. Bây giờ tao không đánh mày nữa, cả nhà vẫn lỗ tai lên mà nghe tôi nói nè. Cả nhà nghe tôi nói nè. Làm gì thì làm, làm gì thì làm, nhưng mà vẫn phải tôn trọng quyền tự do cá nhân của con dâu. Nó là con người mà. Bà có hiểu ý tôi nói không? Em hiểu rồi anh ơi. Vậy mà cái gương mặt của bà cũng thấy không có hiểu một chút nào. Em bây giờ hiểu mà. Tôi xử bà nè. Cái gì? Trời, sao bà tưởng tượng lố như vậy? Lố hơn cả sự ngây thơ của bà ở bên ngoài luôn đó. Chưa đâu, diễn cảnh của tôi là còn nhân đạo đó. Giỏng cái tai lên mà nghe diễn cảnh bà Hồng sẽ thấy khủng khiếp như thế nào. Diễn cảnh của tôi á rất là đơn giản và ngắn gọn. Đó là Mỹ Hồng ơi. Cái ngôi nhà này mà không có Mỹ Hồng thì làm sao Quang Hưng này sống nổi.
ba. Chính mình Mỹ Hồng. Anh đi trước nghe Mỹ Hồng. Trời ơi, sao ác dữ vậy? Trời, không, không thể nào như vậy được. Bà, tại sao bà tưởng tượng lố như vậy chứ? Tưởng tượng của bà như vậy mà bà nói là đơn giản đó hả? Đơn giản bằng cách là bà đưa chồng bà vào cái thế là anh ta phải tự tử bằng cách thắt cổ hả? Trời ơi bà Hồng ơi, sao bà ác vậy? Bà đang có thai mà. Nghiêm trọng quá à. Tôi thấy đâu có gì nhưng đâu. Mà chuyện đó rất là kinh dị, nó có thể ảnh hưởng tới thai nhi của bà. Tôi muốn cho thằng cha hơn hẹp hòi đó biết là thiếu Mỹ Hồng này là thằng cha phải sống dở chết dở. Và tôi cũng muốn cho ông Kiên với lại gia đình của ông biết là thiếu Hồng Lam thì sẽ khổ như thế nào. Chính xác. Như vậy thì bây giờ mấy bà nghĩ đi, mấy bà giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Đi về nhà hay là tiếp tục đi bụi? Đi bụi. Chẳng lẽ hai người nghĩ cái chuyện đi bụi của hai người có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề hay sao? Rồi tiền đâu? Ở đâu? Trong khi hai người đang mang thai như vậy chứ. Bà căng thẳng quá à. Ừ. Đâu có gì đâu. Tụi tôi á chỉ định là bỏ đi một thời gian ngắn thôi, chứ đâu phải bỏ đi luôn đâu mà bà sợ. Nó giống như là một cái tối hậu thư cho gia đình vậy đó, bà biết không? Gia đình phải biết và xem lại cách đối xử với bà bầu như thế nào. Mấy bà có cần suy nghĩ kỹ lại không? Đây là cách tốt nhất rồi. Tôi với bà Lam á sẽ cà thẻ cho thằng cha hơn hẹp hòi á hả? Chả thở oxy luôn. Tụi tôi sẽ đi thuê khách sạn ở. Vậy tại sao không qua nhà tôi ở mà phải thuê khách sạn? Trời, tụi mình là bạn thân, qua nhà bà ở thế nào hả? Cha Hưng hẹp hòi với lại gia đình bà Lam cũng sẽ qua kiếm hai tụi tôi à. Với lại nhà bà cũng chật lắm, có thêm Thảo, có thêm em bé, rồi thêm hai tụi tôi nữa. Ừ, cứ coi như là tụi tôi đi nghỉ dưỡng đi, holiday đi, đi ra ngoài thuê khách sạn ở. Ôi, nhìn bà nghiêm trọng quá, mệt quá. Đại luật sư ơi, đừng có lo lắng nữa. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Hai bà ngồi ở đây đi, tôi đi tập thể dục tiếp. Thôi. Ôi. Ê, bà giận rồi kìa. Với mẹ con em đi anh. Anh đừng có bỏ mẹ con em. Anh đừng có làm em sợ nha anh. Quốc chưa tỉnh dậy hả? Dạ. Trời ơi xui dữ. Má để con làm cho. Thiệt là xui xẻo. Bực bội. Dạ, con ra xả khăn rồi con vô liền nha má. Đúng là đụng tới chuyện gì cũng xui xẻo mà. Mà hình như tại con nhỏ này nè, mỗi lần gặp nó, nhắc tới nó toàn là chuyện hắc ám. Đóng cửa không đóng. Con gái con lứa hư thân mất nết. Ai ơi. Ôi da. Ôi da. Ai da ơi.
Ai bấm chuông hả? Ra mặt đi. Ôi trời ơi, là trời con nước quỷ nít ma. Đừng để tao bắt gặp nha. Tao bắt gặp tao bẻ cổ à. Tao bẻ găng á. Sao lúc nào cũng chọc á. Đang làm việc mệt muốn chết à. Gì đây? Đừng có nói ai đó gửi thư tình cho tôi nha. Trời có chuyện nào ba ơi? Có chuyện ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà sáng sớm là ông sùm? Cái gì vậy? Chuyện gì? Chết rồi, mày làm chết rồi. Nói gì bậy bạ vậy? Chuyện gì? Chuyện gì? Bình tĩnh nói coi. Chuyện gì? Dạ thưa, chết rồi. Mở làm bị trời. Còn làm nó không sao? Coi. Cái gì đi? Cái gì vậy con? Sao con? Vợ con bỏ đi rồi. Hả? Hả? Đọc coi anh, cái gì vậy anh? Kính gửi ba mẹ, con không thể tiếp tục sống trong cảnh cá chậu chim lòng như thế này nữa. Rất mong ba mẹ và anh Kiên đừng tìm con. Hãy cho con được tự do sống cuộc đời của mình. Đợi khi sinh cháu xong, con sẽ về tạ lỗi với mọi người. Tái bút, xin mọi người đừng mất công tìm con. Lúc mọi người đọc được lá thư này thì con đã đi khỏi rồi. Hồng Lam. Trời ơi. Trời ơi. Cháu tôi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mau đi ra lấy cây dâu mẹ lên. Mẹ ơi. Em à. Mẹ. Em à. Chồng vô cảm. Trời ơi, ở ngoài nhìn vô không ai biết đâu là mannequin, đâu là quỳnh đài luôn á. Nè mấy cưng, nhìn thấy cái này cái gì không? Cái này là cái bầu đó. Chế mà có bầu thiệt đó nha. Mấy cưng không có cửa đứng đây với chế đâu. Chỗ này là của chế đó. Ô, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mỹ Hồng à. Mỹ Hồng à. Mỹ Hồng. Trời ơi, cái gì vậy? Nè. Đi ra đây coi. Trời ơi. Anh Quỳnh Đài. Trời ơi là trời. Anh chui vô đây làm cái gì không biết nữa. Ui cha, em đang sửa soạn trang trí lại cho mấy con mannequin đó mà. Mà nè, anh có thấy Mỹ Hồng vợ tôi ở đâu không? Mới sáng sớm nghe cái tên là thấy không vui rồi. Trời ơi, tôi hỏi thiệt đó, chuyện gấp lắm rồi. Bây giờ Mỹ Hồng ở đâu tôi còn không biết nữa. Vợ tôi có ghé đây hay là nói là đi đâu không? Cái chuyện đó là em phải hỏi anh đó. Bà xã yêu quý của anh bỏ bê em chăm sóc cửa hàng có một mình hà. Bà bỏ đi đâu biệt tâm biệt tích vậy đó. Thiệt giận hết sức vậy đó. Đi đâu? Ai mà biết được. Bây giờ cái tiệm nhỏ xíu vậy đó, em giấu bà đi đâu cho được. Tôi có nói anh giấu đâu. Trời ơi, đi đâu không biết. Thôi nữa. Bây giờ anh ngồi xuống đây đi. Thôi tôi đang gấp, tôi đi tìm Mỹ Hồng đã. Thôi ngồi xuống đây đi. Anh không ngồi tôi ôm bây giờ. Gì vậy? Ngồi ngồi xuống đi. Ui. Có gì đâu mà trời ơi dữ vậy. Nè, cái gì cũng phải từ từ. Gấp gáp cái gì? Mồ hôi mồ kê không đây nè. Anh làm gì vậy anh Quỳnh Đài? Em làm mồ hôi cho anh. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Nè đó, hơi hết mồ rồi đó. Anh làm cái gì mà thấy ghê à? Giờ xong chưa? Giờ tôi đi kiếm vợ tôi được chưa? Bà vợ anh bà nhõng nhẽo với anh vậy thôi. Bà chọc gan anh đó mà. Đêm qua chắc bà ngủ nhà người quen rồi. Xong rồi làm cho anh lo lắng vậy thôi chứ có gì đâu.
Lần này không phải vậy đâu. Tôi đã gọi hết qua nhà các bà bạn của vợ tôi rồi mà không có vợ tôi ở đó. Anh yên tâm đi, chắc không có sao đâu. Nè, em nói anh nghe nè. Gì vậy? Anh làm gì vậy? Cấn cái bầu. Trời, cấn cái bầu thì đứng lên đi, anh ngồi chi? Không có được. Anh ngồi mà em đứng nói chuyện với anh, người ta nói em là con gái mất lịch sự, anh hiểu không? Để em phải ngồi nói chuyện với anh đàng hoàng cái đã. Tôi đang gấp mà gặp anh đi chị. Thôi 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 thôi. Anh muốn làm gì thì làm, tôi đi kiếm vợ tôi. Ê, cái gì vậy? Anh Hưng. Anh Hưng. Anh Hưng. Trời, sao tự nhiên bỏ em? Đỡ em vậy coi nè. Trời, tự do đã đến với chúng ta. Trời, bà bay lên vậy luôn hả thím hai? Bà đang có bầu đó. May quá, cản kịp thời cho nên tôi dừng lại kịp, ngồi nhẹ nhàng xuống nè. Xin lỗi con nha con yêu. Trời đất ơi. Ê, cái đó tốn tiền đó. Cái đó miễn phí bà ơi, uống đi. Làm hết hồn mà thím hai. Tốn tiền tôi cũng uống. Không có giỡn nha, uống cái này thôi. Chứ mở tủ lạnh mà uống cái đó là tốn tiền thiệt đó. Trời ơi, bà bắt đầu tiết kiệm từ khi nào vậy? Bỏ nhà đi bụi không tiết kiệm để đi ra ngoài đường ngủ hả? Phen này á, vừa được đi chơi, vừa được trả đũa nữa. Ồ, thích quá. Ồ, sao mình không nghĩ ra cái này sớm hơn ta? Mình bỏ đi sớm hơn á. Không biết mọi người ở nhà nhận được thư chưa? Kỳ này á, ông Hưng ổng nhận được thư của tôi á, tôi bảo đảm với bà, ổng sẽ khóc thét lên vì sợ mất vợ. Trời ơi, nhìn ổng to cao chứ ổng yếu đuối lắm. Sao bà biết tính ổng rõ như vậy mà còn giận ổng vậy? Ờ, thì biết thì biết, hiểu thì hiểu, nhưng mà giận thì cứ giận. Ờ, ai kêu đàn ông gì đâu á mà vô tâm. Không được một góc ông Trung Kiên nhà bà nữa. Nhìn vậy thôi chứ phải ở trong trăng mới biết trăng có rận. Ở chung với mẹ chồng nhiều chuyện phức tạp lắm bà ơi. Ai cũng tưởng tôi được cưng chiều, nhưng mà thiệt ra không có phải. Tôi mệt quá, tôi ngủ đây. Ngồi dậy, ngồi dậy thím hai. Gì vậy? Đi bụi mà không lẽ ngủ ở đây cả ngày vậy đó hả? Bây giờ hai đứa mình phải tranh thủ mua sắm cho nó đã, xong sau đó mình sẽ đi massage, đi spa. Thôi, đi mấy cái đó tốn tiền lắm á. Lỡ tốn tiền rồi có ngày đi ra ngoài ngủ bụi thiệt luôn. Trời ơi, ngồi dậy, ngồi dậy. Ngồi dậy. Bà lo cái gì? Có Mỹ Hồng Hồng này lo. Hôm nay tôi sẽ bao bà hết. Tôi phải cà thẻ để cho thằng cha Hưng hẹp hòi đó phải thở oxy mới được. Con cũng không biết tính sao nữa. Thôi để mẹ tính dậy đi rồi tính nha ba. Bà ơi, bà dậy uống miếng nước chanh cho khỏe đi bà. Bà ơi, mẹ ngồi dậy uống miếng nước đi mẹ. Sao? Có tìm được mối liên lạc nào với con Lam chưa con? Con đã gọi khắp nơi rồi, nhưng mà bạn bè của vợ con nói là không có gặp vợ con. Rồi còn bên nhà mẹ vợ con thì sao? Con cũng giả bộ qua đó thăm hỏi, dò tìm nhưng cũng không có. Ý, hình như mợ Lam về đó, để con ra mở cửa. Mẹ uống miếng nước đi. Kiên à. Dạ. Con biết việc trong chuyện này đúng không? Có phải con tiếp tay cho vợ con trốn khỏi căn nhà này đúng không? Sao mẹ lại nói như vậy? Vợ con mất tích, con cũng lâu gần chết đây nè.
Nếu vậy là con Út Lành, chắc chắn là con Út Lành tiếp tay cho vợ con trốn khỏi căn nhà này. Em nói tầm bay tầm bạ cái gì vậy? Con Lam nó có tay có chân, nó muốn đi đâu lại không được. Chứ có phải là ở tù đâu mà em dùng cái chữ là bỏ trốn đi. Nó đâu? Con Lam đâu? Con Lam đâu rồi hả anh chị? Con Lam đâu rồi hả anh chị? Chị Xui à? Con Lam đâu rồi? Nó đâu rồi anh chị? Chị bình trời tĩnh ơi. Chị ngồi đi, chị bình tĩnh đi mẹ. Chị ngồi xuống đi. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ nói cho tôi biết nha, hai đứa có chuyện gì hụt hạt phải không? Dạ không có mẹ Yến à. Chị ơi, chị bình tĩnh đi chị ha. Kiên à, con rót nước mời mẹ đi con. Dạ. Không không, giờ này không cần uống nước nữa. Đừng, đừng rót nước gì nữa hết con. Trời ơi, con Lam cháu tôi, con tôi. Rủi mà nó có bệnh hệ nào thì làm sao tôi sống nổi đây nè, trời. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Chị Xui à, có thật là chị không biết tung tích của con Hồng Lam không? Hay là... Chị nói vậy là sao? Hả? Chị nói vậy là sao? Em nói cái gì kỳ vậy? Dạ ba nói phải đó mẹ. Sao mẹ lại nói cái gì kỳ vậy? Im đi. Bộ tôi nói sai à? Mấy lần trước con Hồng Lam nó trốn khỏi căn nhà này, rồi nó xảy ra chuyện này chuyện nọ, có phải là có sự tiếp tay che đậy của chị không? Chị nói là tôi giấu con gái tôi xong rồi tôi qua đây tôi diễn kịch hả? Tôi mà làm được chuyện đó hả? Trời ơi, mọi người nghĩ sao? Con gái của tôi nuôi mấy chục năm trời, tôi cưng như trứng mộng, tôi gả qua nhà chị, bây giờ con tôi đang có thai, chị chăm sóc không có tốt, chị đến nỗi nó bỏ nhà nó đi, mà bây giờ chị còn nói vậy đó hả? Mẹ à, con xin mẹ. Mẹ Yến ơi, tại mẹ con đang rối cho nên mẹ con nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu mẹ. Bộ rối rồi có quyền nói càng hay sao? Ủa, sao chị biết là tôi không chăm sóc cho con Hồng Lam chứ? Chứ không phải chị nuông chiều nó từ bé, cho nên nó sinh ra tính ương bướng, mới xảy ra cái chuyện như ngày hôm nay nè. Trời ơi, thôi con xin hai mẹ đó. Bây giờ tung tích vợ con còn không biết đang ở đâu, mà hai mẹ ngồi ở đây đổ lỗi cho nhau cũng đâu có ích gì đâu. Mẹ Yến à, mẹ ngồi ở đây nói chuyện với ba mẹ con đi kiếm vợ con nha. Lòng dạ nào mẹ còn ngồi đây nói chuyện, cho mẹ đi với, chờ mẹ đi với, chờ mẹ. Xin lỗi anh chị, chờ mẹ với Kiên ơi, Kiên chờ mẹ với. Mọi chuyện rối tung lên rồi đó, em thấy vui chưa? Ê bà Lam, bà muốn mua gì á, bữa nay bà cứ mua thoải mái đi, tôi trả tiền cho. Hôm nay có bảo hả? Bảo cái gì? Tôi phải mua sắm cho đã tay, để cho thằng cha Hưng hẹp hòi đó chả quẹt thẻ chết chả luôn. Bé Thảo. Dạ. Em muốn mua cái gì á cứ lựa thoải mái, chị trả tiền. Lựa đi, lựa đi, mua hết luôn. Vậy là mua được hả? Được, chị? Được, thích gì lấy đi. Chị vô đi. Chết rồi. Chết cái gì? Gì chị? Cái người mà đứng ở ngoài cửa tính tiền là em họ con Kiên đó. Ồ, vậy bây giờ làm sao? Sao? Bây giờ nếu mà muốn đi ra á là phải đi ngang qua mặt nó. Không sao đâu, thì bây giờ cứ đợi bà tính tiền xong rồi mình đi ra. Anh hả? Công việc của anh xong chưa vợ? Vậy thì anh cứ lo làm việc đi, rồi khoảng 30 phút nữa hãy qua đón em nha. Bà có nghe gì không? Ừ, nghe. Nửa tiếng nữa mới xong. Vậy bây giờ làm sao? Sao vậy? Giờ mình cứ đợi nửa tiếng nữa đi rồi mình đi.
Ô, mến nhờ. Ôi nhà. Trời, nó khóc quá, giờ rồi, sao đây? Bây giờ mà nó khóc như vậy, rồi tụi mình cứ sàng sàng ở đây, thế nào nó cũng phát hiện ra tụi mình à. Giờ sao bé? Em cũng không biết nữa. Ô, ngoan ngoan. Trời ơi, tôi có cách. Cách gì? Trời, đi lẹ đi thím hai. Anh thông cảm nha, lựa nhiều đồ lắm mà tại quên đem tiền rồi. Đi luôn đi. Bà bầu bị bệnh. Bệnh bệnh đi đi. Bệnh quá, bệnh quá. Cảm ơn nha. Đi lẹ đi bà bầu. Ngoan nha con. Mẹ thương. Hả? Sao chị? Thoát rồi. Ê, gọi taxi đi. Trời, bà đứng đây gọi taxi đó hả? Lỡ mà em họ của bà ra đây á, chào bà rồi sao? Ờ hả, quên quên. Nhanh ra đi, kia đi, rồi em, gọi. Đi ra kia. Nhanh lên. Dạ, Bích dạ. Thảo. Là anh hả? Hả? Mày vào. Ôi dạ. Kim Khánh à. Trời, trời, sao con người anh không có ý tứ gì hết vậy? Sao anh lại đến đây? Kim Khánh có thấy vợ tôi đâu không? Vợ tôi có liên lạc với Khánh không? Vợ tôi có đến đây không? Từ từ, coi để tôi hỏi chứ. Còn vợ tôi nữa, Mỹ Hồng có tới đây không Khánh? Tối hôm qua anh đã gọi rồi mà. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi sợ là sáng nay vợ tôi tới sớm nè. Vợ tôi có tới không Khánh? Anh bình tĩnh lại coi. Làm cái gì vậy? Từ từ mà nói. Thì vợ tôi. Thì từ từ thôi. Kim Khánh à, ngoài Kim Khánh ra thì vợ tôi có người bạn thân nào không? Có thể mà liên lạc với vợ tôi không? Anh nói từ từ thôi. Khánh coi trong list điện thoại coi, ngoài Khánh ra còn bạn thân nào hay liên lạc với vợ tôi. Khánh gọi giùm tụi tôi đi. Nhớ lại giùm tôi đi. Hai anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ á, hai anh á qua bên kia ngồi đi. Rồi Khánh xong công việc á, Khánh sẽ nói chuyện với hai anh. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Làm việc gì nữa? Bây giờ Khánh giúp tụi tôi đi. Tụi tôi đang ngồi trên đống lửa vậy mà Khánh làm việc cái gì? Đúng rồi. Thôi. Vậy để Khánh rót nước cho anh uống nha. Trời ơi, giờ này uống nước gì nữa? Vậy hai anh chờ Khánh chút xíu đi. Khánh xong công việc là nói chuyện với hai anh liền mà. Hả? Hả? Ê, hả? Có khi nào là Kim Khánh có nhúng tay vô chuyện này không? Thì tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà khổ nổi, Kim Khánh là luật sư, còn rất là bản lĩnh. Nó nói là nó thấy con Lam. Rồi sao? Nhưng mà chưa có gặp. Khánh à, tụi tôi thức ở đây cả đêm đó Khánh. Khánh giúp tụi tôi đi. Giờ chỉ cần hai bà vợ về thôi. Tụi tôi hứa rồi, tụi tôi hứa với nhau rồi. Không có chỉ trích hai người nhiều lời. Muốn làm gì thì làm, miễn là đừng ảnh hưởng tới sức khỏe là được rồi. Khánh giúp tụi tôi đi. Trời, vợ của bà thì bà phải giữ chứ. Bây giờ làm sao? Chết rồi, cái bóp tiền của tôi trong cái vỏ của bà. Trời ơi, bây giờ cả điện thoại với bóp tiền để ở trong đó biết làm sao? Con dâu nó ở nhà thì em gò bó nó. Bây giờ nó bỏ đi thì em buồn bã, không thiết gì ăn uống. Chỉ bằng lúc nó ở nhà thoải mái chút đi có phải hơn không? Mới có hai người phụ nữ họ tới chụp hình rồi trật chân té chết nên bây giờ phong tỏa rồi. Ủa, sao em không ăn cơm đi? Anh đã nói với Úc Lành rồi, anh đi công việc.